Hello anh em, xin chào anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì nhân một ngày đẹp trời, mình sẽ dẫn tất cả các bé gồng út của mình, từ con baby Dunner nhỏ nhất cho tới cái bé bự nhất mà mình đang quay đây, sẽ ra một quán cà phê nhằm nêu cao cái tinh thần là yêu động vật bò sát của mình, cũng như là chia sẻ cái niềm đam mê gồng út đối với những người mà chưa từng tiếp xúc với bò sát cũng như là gồng út bao giờ. Và nhân tiện đó thì mình sẽ chia sẻ thêm về những cái lý do mà tại sao gồng út nó cắn bạn. Ok, sẽ không làm mất nhiều thời gian của tất cả các anh em nữa. Chúng ta vào chủ đề chính thôi. Con cái cỡ này đâu chưa đẻ được các bạn? Chưa, nó dưới 4 mét lận. Con này muốn hết rồi, ngày 37 đợi lên nó có trứng với bụng rồi, nó lột cái này lên chắc 40 luôn á. Khói không? Khói luôn. Sao con này nó chịu con này không? Tại tính khói nó ra màu đỏ luôn. Ra ghét hả? Dạ, tại vì con này có hột nữa ra màu đỏ rồi. Nửa đỏ nửa cam, con mẹ màu cam da đỏ nên nó ra màu này nè, cam bự những đỏ nè, còn này đỏ thôi. Hai con ở nhà chắc hai con nhỏ ở nhà chắc cũng chị anh chị phóng bây giờ đem ra đây mới thấy sự khác biệt giữa một con 4X với một con 5X, nó khác nhau xa cả nào anh em. Tuy là nó chỉ cách biệt chỉ có 10cm thôi, nhưng mà anh em thấy không, con 4X của mình là màu cam nè, so với con 5X màu vàng của anh mình nằm xa xa kia đó, anh em thấy không, một chèo một giật luôn. Cái con 5X đó, nó bự gấp đôi con mình vậy đó. Còn trong đây là thằng cu baby Dunner, con nhỏ nhỏ mình, nó nhỏ hơn mấy đám kia quá nên cô không dám đem ra, sợ khi đem ra chơi không được bao lâu mà cuối cùng hành mồi cho mấy con kia ăn luôn. Cho nên thôi, tốt nhất là nên nhậm hợp đi. Mà chỉ đem ra con ghép hai bô, con hai bô cam của mình, con ghép hai bô còn nhỏ nhỏ hơn đó anh em thấy không? Nó đang ở gần kế bên cái ly trà đó. Còn con mà kế bên thì là hai bô cam. Còn cái thằng bự màu vàng vàng nằm ngoài kia là con 5X. 5X của ông anh mình mới vừa đem ra. Anh em nhìn trong video này thì thấy ba con này nằm chơi nhau thì thấy nó rất là hiền, rất là thân thiện đối với nhau đúng không? Nhưng mà thực chất là bọn chúng chẳng có khả năng sẽ là cắn lộn với nhau trong một số trường hợp thôi, nhưng mà hiện tại thì chắc mình nghĩ là sẽ không có đâu. Tại những cái ví dụ như là một số trường hợp đó, ví dụ như là về tranh giành lãnh thổ nè. Tranh lãnh thổ thì con đực, hai con đực nó sẽ đấu nhau, hoặc là con đực với một con cái khác nhau. Và nó cho một cái đó là cái địa bàn của nó không có muốn con nào đó là xâm chiếm hết. Cái nữa đó chính là tụi nó sẽ giành con cái, đó là giành mùa động dục. Nhưng mà hiện tại thì cái con của mình nó chưa có đủ để mà động dục đâu, nó chỉ còn là một đứa nít thôi. Như anh em thấy cái con gấu út size 5X á, bự bự màu vàng đằng kia, nó giờ thấy nó gật đầu không? Cái hành vi gật đầu này đó chính là cái
một cái hành động mang rất là nhiều ý nghĩa, bao gồm như là chứng tỏ địa bàn của mình nè. Khi mà một con đực và một con cái nó thể hiện một cái quyền uy của nó, một cái gọi là nó gợi tình với nhau đó. Còn cái nữa thì là hai con đực nó gặp mặt nhau, nó sẽ gật đầu. Và đôi khi nó gật như vậy thì vẫn cái hàm râu của nó dưới bạn nó sẽ màu đen luôn, nó sẽ từ màu vàng như bây giờ nè, hiện tại bạn thấy đó, nó sẽ chuyển sang màu đen hoàn toàn luôn. Hoặc là đôi khi con rồng của bạn bất kỳ là màu sắc gì, từ màu orange, màu red, màu zero thì mình chưa có từng nhìn qua, nhưng mình chưa có dám nói, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ đen ửng đen vậy thôi. Còn về cái rồng vấn đề á, mà ngay từ đầu video mình có nói á, là rồng bút nó cắn bạn á, thì cái việc đó thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Mà đối với mình thì mình từng có một lần mình cũng suýt bị cắn rồi. Đó là lý do là mình thời gian đó mình bận, mình không có thời gian mà tiếp xúc nhiều với nó. Cho nên mình đem mình gửi nhờ một người bạn. Thì mình gửi một thời gian thì thời gian sau này về thì nó không có nhận, giống như nó không có nhận ra mình nữa. Hay là một những lý do gì đó mình không biết, là khi mà đó mình bắt nó ra thì nó phùng mai với mình, nó đòi táp mình, nó cũng giật mình lắm anh em. Nhưng mà tại vì cái bản chất ấy, thì cái loài này nó không có hung dữ, cho nên thì cũng một hai ngày của nó cũng bình thường trở lại. Và như bây giờ thì mình thấy trong hình nè, cái con màu cam này anh em, cái con màu cam mình đây gần nhất nè, là cái con mà nó lúc đó nó nhém cắn mình đó, thì lúc này nó cũng đã bình thường trở lại rồi, nó cũng đã ngoan hơn như trước đây rồi. Cho nên cái vấn đề đó thì cũng không có phải bận tâm nhiều. Vậy thì cái ý của mình nói là sao? Tức là do là rồng bút của mình nó bị chết, hoặc là do nhiều vấn đề gì đó, giống như là bạn không có quan tâm gì đó, bạn bỏ bê nó một khoảng thời gian quá là lâu, khiến như nó không có còn nhận ra chủ của nó nữa. Thì giống như một cái bản năng tự vệ của nó thôi, nó sẽ tấn công bất kỳ con mồi nào, nó sẽ tấn công bất kỳ cái vật gì mà nó nghĩ là sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng của nó. Nó giống như là một cái phản xạ tự nhiên thôi. Thì nếu như anh em chúng ta chịu đam mê thì một khoảng thời gian 1-2-3 ngày sau thì con rồng bút chúng ta cũng sẽ trở lại một cái trạng thái bình thường để cho anh em chúng ta tiếp tục chơi được. Thì nếu như mình nói để nó trở về một cái trạng thái bình thường để cho anh em chúng ta chơi á, thì trong khoảng thời gian này anh em chúng ta cần quan tâm với nó nhiều hơn, giống như là cho nó khoảng thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, kiếm một cái góc nào đó vắng người rồi để nó nuôi nó chậm, thì cỡ cho cứ ăn thì dẫn cho nó ăn bình thường thôi. Rồi bắt nó ra chơi, thỉnh thoảng thì bắt nó ra chơi, vuốt ve nó, tạo lại cái sự lòng tin của mình, một nó gây dựng với nó một cái niềm tin, thì nhất định anh em chúng ta sẽ sớm có được một con bét ngoan hiền. Thôi anh em, thì ý của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video này. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của mình.